Cha mẹ bỏ rơi từ nhỏ, nay thì chú Nho, người nuôi dưỡng bé cùng với cô Yến cũng qua đời. Cậu bé lại một lần nữa rơi vào cảnh bất hạnh. Khi mà hỏi là ông con đâu rồi, bé vẫn chưa ý thức được, nói rằng là ông con đi chơi rồi. Nhưng bé đâu biết rằng ông sẽ không trở về với bé thêm một lần nào nữa. Ông của con đâu? Ông bị bệnh ở cổ hả? Rồi giờ ông đâu rồi? Ông nằm ở đâu? À, nằm máu xuống luôn hả? Con có nhớ ông không? Nhớ nhiều không? Trời ơi, giờ ông nằm chỗ nào? Chỉ cho chú cái coi, ông đang nằm chỗ nào? À, biết cái cổ ông đau rồi nhưng mà ông nằm chỗ nào? Hả? Uống máu. À, đau lắm hả? À, rồi con ăn cơm chưa? Con ăn sáng chưa? Ăn gì rồi? Con uống sữa hả? Ôi ôi. Rồi giờ là có nhớ ông không? Có nhớ ông hả? Bà đâu? Bà Yến. Bà Yến đâu? Bà làm làm ở sáng hôm nay thì mình đã có mặt tại nhà của Hoài Thương rồi ha. Đây là một cái căn nhà nhỏ nằm trong hẻm đường Soviet Nghệ Tĩnh á. Thì hiện tại thì gia đình cũng đang làm đám tang cho ông của Hoài Thương đó, là chú Nho đó. Thế này thì cũng 7-8 giờ rồi. Nhưng mà cũng vắng lắm. Ông đâu rồi con? Ông của con đâu rồi? Ông này à. Ông bị đau ở cổ hả? Hả? Rồi giờ ông đâu rồi? Ông nằm ở đâu? Nằm máu à. Nằm máu ra luôn hả? Máu ra, mũi ra. Trời ơi. Ông có đau không? Ông đau hả? Rồi con có động viên ông không? Không. À, con có nói chuyện với ông không? Ông bệnh rồi. Ông bệnh rồi hả? Con nhớ ông không? Con nhớ ông không? Hả? Con nhớ ông không? Không. Nhớ ông ha. À, bây giờ là gia đình cũng đang tổ chức cho chú và chắc là sáng mùng 7 tức là sáng 1 sẽ tiến hành đi hỏa thiêu ha. Bây giờ thì mình sẽ vào bên trong để mình thắp nhang cho chú cũng như là hỏi thăm gia đình một chút xíu. Sáng thì con ăn gì chưa? Uống sữa thôi, chưa có ăn gì luôn hả? Hôm qua gì con có khóc không? Có. Có khóc luôn hả? Sao không khóc? Nói chú nghe coi. Con nhớ ông có ăn khóc hả? Đâu ông đâu, chỉ cho chú coi. Ông đâu? Ông nằm ở đâu? Ông nằm chỗ nào? Nào máu ra ngay cổ luôn hả? Rồi, bây giờ thì mình xin phép là thắp cho chú một nén nhang nha cả nhà. Thường thắp hai cây hả con? Hay là thắp chỗ nào? À, một cây bên này. Cây bên đây cây. Dạ, cảm ơn. Đâu à, cho chú à, cho chú cảm ơn nha. Trời ơi, ngoan ghê luôn á trời. Hôm qua là khóc nhiều. Nhớ ông này khóc nhiều. Buổi tối là sẽ khóc đó. Mà ban ngày là thấy nhiều người vui vẻ thì không có khóc. Rồi, à, hôm qua là mất hồi buổi sáng rồi cô hả? 9 giờ 20. Là mất đột ngột hay là có sự chuẩn bị trước không? Trước đó là ông canh tối 2 đêm. À, 2 đêm là ông cũng cũng ông nói gì với Hoài Thương? Ông chăn chối. À, biết ông chăn chối luôn. Ông chăn chối là ông nói gì với con không? Là hôm đó là ông nói những cái gì vậy, cô Yến ha? Cho nên là ông không có nói được, mà ông chỉ là ông biết cái gì là ông chớp mắt cái đó. Chứ ông không nói, nhưng mấy ngày nó là giống như là tắt nhưng mà không nói được. Rồi xong là biết thế nào ông cũng đi, ông cứ đặt tường với ông chị lên bàn thờ, rồi ông cứ quằn. Tức là biết trước cái ngày mình đi luôn ha. Thì nói chung là cũng nhanh á quý vị, tầm khoảng 2 tháng ha. Khoảng 2 tháng trước khi mà mình tới là ông còn khỏe mạnh, ra phụ cô rồi bán trái cây, rồi cũng đi làm hồ bình thường vậy đó. Thì bỗng nhiên là hôm đó là quốc chiến chứng kiến luôn, là ông bị nôn ra máu luôn. Thì đúng khoảng 2 tuần sau là cứ uống thuốc này kia đó. Và cho tới khi mà phát bệnh là tầm khoảng hơn 1 tháng là ra đi rồi, rất là nhanh. Tầm đó thôi ha.
Nhưng mà không có kịp nói một cái lời gì với gia đình luôn. Với lại cơ bản là lúc đó là cái họng của ông cũng bị mất cái thanh quản này, cũng không nói ra tiếng nữa. Nhưng mà không có nhắm tin được gì ha. Mất coi có chân gối mà không nói được gì hết. Ý là muốn nói mà không nói được, nhưng mà không được, bị phế quản này, bị mất hụt, mất âm thanh luôn hả? Giờ không có lấy điện thoại ra nhắn tin được luôn hả? Không biết. Vậy là chắc ông cũng muốn là cô Yến cố gắng giữ sức khỏe để mà lo cho Hoài Thương nữa. Còn biết ông đi đâu không? Ông đi chơi. Ông đi chơi hả? Rồi con có nhớ ông không? Bây giờ ông đi làm nha, ông đi làm xa nha, để kiếm tiền nha con. Rồi con ở nhà con vâng lời cha bà nha, vâng lời cậu Bo nha, để cho ông yên lòng nha. Thương không, bây giờ trẻ con vậy. Ông đi hả? Em đi. Em đi luôn, em đi đâu? Em đi bán trái cây hả? Em đi bán trái cây với bà. Phát ơi Phát, ra chứ hỏi tí. Đứng cạnh mẹ đi con. Rồi qua giờ em sao, con ổn không? Khóc nhiều hả? Rồi khi mà cha đi á, cha có kịp nói gì với con không? Có trăn trở gửi lời được gì với con không? Có cái cuối cùng là cầm tay em hơi chặt. Cầm tay của Hải Thương hả? Cầm tay em. Cầm mỗi người trong gia đình luôn hay sao? Không, em thấy có cầm có mình em, bởi vì lúc đó buổi tối là ba em, là tối đó ba em cầm tay em, là sáng mai ba em đi luôn. Thôi coi như là ba em cũng nói với em là cố gắng lên. Cố gắng lên để mà còn phụ mẹ ha, lo cho em Hoài Thương nữa nhé. Nói chung thì thời gian trôi qua rất là nhanh ha. Nói chung là kiếp người nó cũng rất là ngắn ngủi. Mới ngày nào thôi là vẫn còn là chú cùng với là bà chăm sóc cho bé. Nói chung là chú thì tiếng chú thì rất là không có phải là một người đàn ông dịu dàng, nhưng mà phải nói là rất là tình yêu thương đó, dành rất là nhiều yêu thương cho bé và bằng tất cả những cái gì chú có. Nên là Hoài Thương cũng rất là thương ông. Trong khoảng thời gian ông bị bệnh là lúc nào cũng quấn quýt ông á. Không, con ngồi đó đi, con ngồi đó chứ hỏi chuyện tí nè. Bây giờ không có ông chơi với con nữa, không có ông chơi với con nữa, con có buồn không? Có buồn. Nhưng mà bây giờ có một mình bà là bà vất vả lắm đó. Thì con phải nghe lời bà nha. Bữa giờ là có ông ăn không cô Yến? Bữa giờ cứ ông ở nhà là bà, nên bà đi bán là em ở nhà, em cái chị cuộc lùng cuộc với ông thôi. Tức là bà đi bán là Hoài Thương ở nhà chơi với ông? Có cái là ông không nói chuyện thì em kêu mẹ lắm. Mẹ. Thì quý vị cũng biết rồi ha. Trước đây thì công việc của cô Yến là bán trái cây. Thì ngày là Hoài Thương sẽ ra ngoài để mà chơi với cô Yến. Nhưng mà từ khi mà ông bị bệnh á, thì là ở nhà quýt với ông nhiều. Nói chung là ông bà thì chỉ là người xa lạ thôi, nhưng mà rất là thương cho Hoài Thương. Chính vì vậy là bé cũng coi ông bà như là cha mẹ ruột vậy đó. Trong quãng thời gian qua thì có rất là nhiều cái khó khăn đã trải qua với cô Yến. Đặc biệt là khi mà ông bị bệnh đó, thì phải trang trải rất là nhiều chi phí ha. Bây giờ ông mất rồi là thậm chí là trong gia đình là không còn để đủ mà trang trải. Thì hôm qua là người ta báo mình là cái hỏa thiêu cho ông là hết bao nhiêu chi phí? 7,5 triệu. Là trọn gói luôn đúng không? Là xong xuôi hết, mình chỉ ôm cốt về thôi đúng không? Thì trước mắt là có bao nhiêu là cái chuẩn bị cho họ cái đó đúng không? Sao con? Ông chảy máu xuống á. Tội nghiệp cho bé nhỏ ha, còn rất là nhỏ nhưng mà phải chứng kiến rất là nhiều điều đau thương. Từ khi chưa sanh ra đời thì cha ruột đã không có gọi như là chối bỏ rồi. Mẹ sau đó thì cũng ra đi, nói chung là bỏ đi khi mà bé được 7 tháng. Tới nay là 3 tuổi rồi cô Yến ha, gần 3 tuổi rồi. Tới Tết này là 3 tuổi. Thì ông một lần nữa lại ra đi. Con ngồi lên đó đi, con ngồi lên. Ngồi lên xíu chú cho quà nha. Ok không? Ngày nào đi bán trái cây với lại bà thì đen thui à. Nay chắc ở nhà với ông nhiều nên trắng ra lại nè. Đẹp trai ghê không? Sao mày thương? Con có thương ông không? Không thương ông. Có thương ông không? Không có thương ông. Thương ông phải nghe lời bà nha. Ở nhà là không được quậy phá nghe không? Dạ chứ. Có ăn kẹo không? Đó, sâu răng hết rồi nè. Bây giờ bà đánh răng cho chắc đỡ rồi nè. Có đợt bị đen đen hết rồi. Con cá chưa? Sao con? Có mẹ lắm chưa? Con cá.
thấy con gà chưa chưa okay, hả? Rồi bữa giờ là khóc vậy là phát chăm hả hay là bà chăm? Bà thì có lô bu này kia nữa phải không? Hôm nay ghé qua thăm thì chú Chiến cũng nói luôn ha, chú Chiến sẽ không kêu gọi hay là không nhận bất kỳ cái khoản tiền nào cho gia đình nha, nói thẳng trên này luôn, không có nhận gì hết á, tại vì ở đây là cũng rất là nhiều người và rất là phức tạp. Thì trong cái quỹ của chú Chiến có nhiều, chú Chiến sẽ giúp một ít để cho cô Yến có thể là lo lắng một phần nào đó cho ông ha. Thế này là từ cái quỹ chú Chiến, chú Chiến cũng nói luôn là sẽ không tiếp nhận nha, tại vì trong gia đình này sẽ rất là nhiều người này kia phức tạp lắm ha. Còn ví dụ như sau này có ai muốn giúp đỡ cho bé Hoài Thương như thế nào á thì chú Chiến sẽ ấy sau, còn mà trong khoảng thời gian này chú Chiến sẽ không tiếp nhận bất kỳ cái khoản hỗ trợ nào cho gia đình ha, về cái liên quan đó. Khoản này là tiền của chú Chiến nha, chú Chiến sẽ hỗ trợ một ít để cho cô Yến là có thể là làm cái hỏa táng cho ông nha. Chú Chiến sẽ gửi cho cô Yến là 8 triệu đi nha. 1 triệu, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, bây giờ 5 triệu đúng không? 5 triệu rồi, chỗ này chú Chiến sẽ gửi thêm cho 3 triệu nữa. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5. Thì chú Chiến nói thẳng luôn là cái này là giúp đỡ để mà bà làm cái hỏa thiêu cho ông. Nếu không có làm thì phải sử dụng này cho Hoài Thương nha. Nói thẳng vậy là trước mắt ha. Dạ. Dạ. Cầm cái này dạ. Bỏ vô cũng bị bỏ đây quay lại xem. Dạ không, cái này là để cô Yến giữ ạ. Cô Yến giữ cái này là của chú Chiến nha. Thì đó thì dạ. Kiến thì dạ. Nên là mình nói vậy. Dạ dạ. Để cho dạ. Cái này thì là chú Chiến không có tiếp nhận nha, nói trước với gia đình là chú Chiến không tiếp nhận bất kỳ khoản hỗ trợ nào bên ngoài. Và cái này chú Chiến trao cho cô Yến để cô Yến lo cho chồng. Trong trường hợp nếu như có một cái người nào giúp đỡ hỏa thiêu thì cái số tiền này sẽ dùng cho Hoài Thương ha. Nói với vậy có đại diện gia đình luôn ha, để cho nó không phức tạp về sau nha. Dạ. Cảm ơn nhiều. Dạ. Thì cô Chiến cũng nói với gia đình luôn và nói với tất cả mọi người luôn là sẽ không tiếp nhận thêm bất kỳ cái khoản hỗ trợ nào nữa nha. Để cho nó đỡ phải rắc rối về phiền về sau ha. Dạ dạ. Dạ rồi, cảm ơn chú rất là nhiều. Dạ, hy vọng là gia đình vững vàng. Dạ dạ. Dạ dạ. Rồi cảm ơn chú rất là nhiều. Hoài Thương. Con hôm nay mọi nói gì đi. Hôm nay chưa giúp cho ông vậy là con vui không? Hay ông bệnh cho ông. Khám bệnh cho ông hả? Để khám bệnh cho ông đúng không? Bây giờ tiền này là để khám bệnh cho ông đúng không? Ui chị lấy. Để làm gì? Hay ông bệnh cho ông. Đã cầm đi khám bệnh cho ông mà thấy thương không? Cầm tiền là khám bệnh cho ông. Mấy lần trước đó, ông bị bệnh hay là cứ cho tiền là đưa lại đưa cho ông, thấy thương lắm. Cái này là chú Chiến nói vậy ha, nói thẳng vậy cho nó đỡ phải rắc rối, mất lòng nhau nha. Trả cho bà đi để bà lo liệu cho ông. Thì sao? Nhớ chú Chiến không? Bây giờ là đỡ lo lắng rồi ha. Mình cố gắng mình lo cho ông xong rồi. Sau đó thì mình sẽ đi tiếp tục công việc bán trái cây hả? Cô vẫn ở đây hay là ở chỗ khác? Ở đây. Mình ở đây khi nào hình như là công tác xong là nhà của chú giải tỏa. Giải tỏa hả? Chỗ này làm gì? Nhà nước, của nhà nước nó lấy lại, nó giải tỏa. Nó sẽ cấp vô mình vô trong đời sau. Nhưng mà bây giờ nhà thì ông là ông Úc của chú. Hiểu rồi. Ý là bây giờ là trước mắt là cứ ở được thì ở rồi sau này bán trái cây rồi mình cứ bán từ từ rồi mình cũng sẽ sống được thôi. Nói chung mà cũng chỉ nói là cô Yến cứ hiểu rằng trên đời này nó sẽ có nó duyên nghiệp, duyên nợ ha, nghiệp phước, mình cứ cố gắng mình sống tốt rồi mọi thứ nó sẽ tốt đẹp với mình thôi nha. Vậy ha. Sao mà Thương bình thường có vậy không? Không vậy hả? Có người đời nó thì kiếm người như nó không có. Người đó thì người ta bỏ. Cô Yến là lo sau này lại có khi lại được nhờ đúng không cô Yến ha? Người ta kiếm mà nó có mấy trăm triệu có tỷ các bạn, tao kiếm được như nó rồi không có đâu.
như cục vàng. À, cấp 9 thì có đủ rồi nên là cũng không nhận thêm thôi, nhưng mà. Nhận về luôn luôn đi. Anh cho. Ở đây là bé có duyên với cô Yến rồi, dễ gì cô cho cô Yến ha. Thôi đi tam quốc chí luôn. Cô Yến cho. Quốc chiến hay quốc chí? Không cho. Quốc chí hay quốc chiến? Quốc chí hay quốc chiến con? Quốc chiến ở Hoài Thương biết luôn ha. Giỏi. Biết hết này miệng lưỡi. Ở nhà nó không đi lên bờ kè, nó nói sao bà không cho con lên bờ gà để bờ kè để cặp bác quốc chiến. Bác quốc chiến đâu có, khi nào có là bà cho lên. Ý là muốn ra ngoài chơi với bà đó. Nè bữa giờ là ở nhà này da trắng bóc ra nè. Ra ngoài chơi với bà là đen thui. Ông Lâm đây mà mới ganh xe cổ này. Ở nhà ở hình như là từ ngày ông Bình nó ở nhà đến 24. Ở nhà hoài. Bởi vì ở bệnh rồi ông nằm ở nhà. Bạn biết ông bệnh. Biết luôn. Nhưng mà bây giờ tưởng là ông đang đi chơi nè, nói ông đi chơi. Không biết ông mất rồi. Hả? Ông chết. Biết là hả? Chết nó bỏ đâu? Con biết luôn hả? Bỏ đi chơi. Bỏ đâu? Bỏ đi chơi hay bỏ đi chơi? Bỏ đi đâu? Ông đi. Chơi. À, ông đi chơi. Ông chết rồi nha, bỏ đi chơi hả? Ý là à ông đi về một cái nơi biết khác. Không? À. Em về chạy cái búa đập. Lấy búa đập nó có nhớ không không? Búa đập. Có nhớ không không? Không, họ có nhớ ông không? Nhớ không? Vừa thương ông không? Thương ông. Thương nhiều hơn thương ít? Không ít. Thương ông để đâu? Thương ông để đâu? Trên đầu. Đầu hả? Con thương ba để đâu? Tim. Để tôi trong tim. Thương để trên đầu để ông bà trong tim thấy khôn ghê không? Không nhớ được. Bây giờ chú về con có nhớ chú không? Chú. Nhớ chú. Nhớ không? Ăn cà rán. Ăn cà rán. Khôn ghê không quý vị? Chú sắp về cái. Vậy chú chở con đi mua nha. Chú chở con đi mua rồi về nhà ăn ha. Được không? Cảm ơn. Cảm ơn. Giỏi ghê, hôm nay lanh quá chừng lanh rồi. Ăn cà rán ở với chú. Nếu mà đi ăn cà rán là phải ở với chú Chiến chịu không? Bỏ bà. Chịu không? Không. Không hả? À, vậy là có câu trả lời đó là vẫn ở thế thường ha. Cô Yến bận cái gì cứ vô làm nha. Bây giờ chắc là cho chú Chiến ẩm bé đi mua một cái ít gà rán rồi sẽ về liền ha. Không có sợ bắt mắt đó đúng không? Đúng. Thế cố gắng lên ha. Cố gắng mình mấy người ở đây nói là để khi ông nho mất rồi đó, thì coi như là phải đưa bé đi vô tài mồ côi đi cũng thế không. Ông chết thì cũng vẫn lo cho nó, thì dự tinh thần để lo cho bé chứ tự nhiên ông mất rồi cái đưa bé vô tài mồ côi. Mà trước khi ông đã từng bị ông biết là ông Bình, ông nói là cố gắng nuôi em nha, đừng có đưa em đi đâu hết. Trước khi mà chú nho mất là đã dặn dò cô kỹ rồi hả? Chú dặn sao con? Chú dặn là nếu như mà lỡ anh có đi á thì em vẫn giữ bé lại để mà nuôi cả tội em đi nuôi má nó mà. Nói cho tới khi nào mình có sức khỏe thì mình tính tiếp. Nói vậy. Trước khi mất là chú Nho cũng là trăn trối lại. Trước khi còn khỏe luôn ha. Trước khỏe là đã nói rồi. Trước mà cái đợt mà bác đưa bé lên bệnh viện á. À. Là có nói bà vậy. Lỡ chăm bà kì. Chăm bà kì. Nuôi bé mà thương. Chứ đừng có bỏ em mà tội. Bé này lanh lắm á. Sau này cô Yến nuôi là được nhờ. Dục ga đi xong cầu kinh. Mình cứ hiểu vậy nè cô Yến, tất cả mọi thứ trên đời nó đều có duyên nợ với nhau ha. Mình cứ sống tốt, trời xanh sẽ có an bài ha. Mình cứ làm tốt sẽ có những cái điều tốt đẹp đến với mình. Thôi bây giờ Hoài Thương đi ăn cà rán với chú nha. Dạ. Dạ chứ. Dạ. Ăn cà rán. Ăn cà rán nha. Bye bye bà đi. Bye bye bà đi ăn cà rán. Bye bye cho. Đấy là đi ăn cà rán mà. Ủa nhưng mà người lạ ấm có chịu đi vậy không? Khoan, trời mấy bà chú hút kẹt nghe không? Tự nó nói rồi. Ví dụ có người lạ dẫn đi là không đi chứ hả? Nó đi, nó phải. Người lạ có đi không? Người lạ dẫn đi ăn cà rán có đi không? Ê. Đi luôn à, trời ơi, người ta bắt đây nha. Sợ. Lần sau cẩn thận nghe không? Người lạ là không đi, có chú Chiến hoặc là người quen mới đi nghe không? Đẩy vô, đẩy vô, rồi vô. Đi vô đi. Của con nè, bây giờ cũng ăn khoai tây với gà nha. Đây, tương con nè. Ok, ăn đi con. Hạnh phúc không?
ăn lại nha, mình không có nhiều thời gian đâu con, ăn về còn công việc nữa nhé. Chú còn đi công việc nữa nhé. À, ok. À, ăn đi. Quá ngon rồi. Ăn lẹ đi con. Ngon quá hả? Bé thấy thường cả nhà. Ăn cái gì cũng rất là từ tốn luôn á, chứ không có ăn vội vàng đâu, mặc dù rất là thèm. Đó là một cái điều rất là đặc biệt luôn. Ngay cả bản thân mình đúng không? Khi mà đói hay là thèm cái gì đó, mình sẽ ăn rất là nhanh. Còn bé Hoài Thương sẽ ăn rất là từ tốn. Thật sự thì cái hoàn cảnh nó cũng hơi khó khăn nên là Hoài Thương không có được đi ăn gà rán như vậy đâu. Nên là lâu lâu quá, khoảng 1 tháng, 2 tháng gì đó mình ghé qua thăm một lần đó thì mình mới dẫn đi ăn á. Nên là quý vị cũng có đừng có lo là bé sẽ ăn bị béo phì nha. Hoài Thương ơi, tập trung ăn đi con, tập trung vào món ăn đi. Ăn quý tộc dễ sợ không? Ăn từng chút một vậy đó hả? Cái này hả, các cái nhãn hàng gà rán phải mời Hoài Thương về để mà làm đại sứ thương hiệu nè. Ăn rất là ngon luôn. Ngon không con? Quay qua chú hỏi coi. Ngon không? Số 1 không? Số 1 luôn. Số 1. Số 1 luôn. Ăn đi con. Sao mà đứa trẻ này có một cái năng lượng rất là tích cực đó. Hoài Thương ơi, ngon không Hoài Thương? Ngon hả? Con nhìn vô đây nè. Đó, con ăn cho chú coi coi. Hoài Thương mà mặc đồ đẹp vô một cái hả? Cây là nhi con nhà giàu luôn. Nhìn cái phong cách này kia giống như con nhà giàu lắm. Lúc nào cũng từ tốn điềm đạm. Nói chuyện nhẹ nhàng dễ thương. Con gặp người lớn con phải làm sao Hoài Thương? Con phải chào đúng không? Con nhớ chào nha. Chào ai? Gặp chú Chiến phải nói làm sao? Gặp chú Chiến phải nói làm sao? Chào ai? Chào chú Chiến. Ừ. Người ta cho phải nói làm sao? Cảm ơn, người ta cho đồ phải cảm ơn chứ. Cảm ơn. Nhìn qua đây coi. Cảm ơn. Nhìn qua đây nè. Hôm nay chú Chín dạy con đi ăn gà, con nói sao? Ăn gà rán. Con nói cảm ơn chú Chín chứ. Nhìn qua đây nè. Cảm ơn. Cảm ơn ai? Cảm ơn. Rồi, giỏi quá. À, bé thì rất là chịu học hỏi luôn ha. Chỉ cần dạy cho bé là bé sẽ rất là nghe lời. Bữa sau ai cho gì nhớ cảm ơn nha con. Hay là ai giúp mình cái gì mình nhớ cảm ơn nha. Này. Ít thôi nha. Được rồi, uống nhiều quá không tốt cho sức khỏe. Vậy ha, anh về nha. Bây giờ về nhà chú Chiến hay về nhà bà? Về nhà bà ha. À. Dạ đi. Dạ. Hôm nay chú cho đi ăn thì phải nói sao với chú? Nói cảm ơn sao? Cảm ơn. Cảm ơn ai? Cảm ơn chú Chiến. Cảm ơn chú Chiến. Chú Chiến. Nhìn qua đây, nhìn chú nè. Cảm ơn bác Chiến. Bác Chiến hả? Ok. Ngoan ghê không? Thì nói chung là mình cũng dạy cho bé cách ứng xử đó, sau này lớn lên xíu để bé biết giao tiếp với mọi người. Bây giờ mình về nhá. À. Bye bye mọi người đi rồi chuẩn bị đi về. Bye bye mọi người trong TV kìa. Bye bye mọi người. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ an lành. Bye bye. Buổi tối vui vẻ. Vui vẻ. An lành. Lành. Rồi rồi, giỏi, không có để cái tay vậy nha. Không biết ai chỉ cho để cái tay vậy. Rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi chương trình Quốc Chiến nha. Bây giờ thì Quốc Chiến phải đưa bé Hoài Thương về để mà trả lại cho cô Yến rồi. Cười, sợ tới bắt đi hay sao á. À, khi nào mà có dịp thì mình sẽ ghé qua thăm bé để mà cập nhật tình hình của bé cho mọi người cùng xem nhé.